Xin chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV 2 xin tiếp tục chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn một cái phân tích trước cái trận đấu, đó chính là trận đấu giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam gặp đội tuyển quốc gia Indonesia trong khuôn khổ là bán kết lượt về AFF Cup năm 2022 tại chảo lửa Mỹ Đình cỏ. Hiện tại bây giờ thì cũng đã đỡ hơn một tí xíu rồi. Một cái sân Mỹ Đình rất là nhiều scandal trong cái thời gian vừa qua, nhưng mà mấy ngày trước thì có hơn 100 sinh viên cũng đã tới dọn dẹp rồi này nọ, rồi cũng làm lại mặt cỏ thì nó cũng hơi xanh xanh rồi. Nói chung mà tối nay vẫn cứ coi trong một cái tinh thần là coi tivi, nó cũng gần gần như trắng đen giống như gan như hôm bữa, nhưng mà nó đỡ hơn tí xíu nha quý vị. Nó thấy có cái vạch rồi, ok rồi nha. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin chia sẻ đến cho tất cả quý vị và các bạn cái phân tích coi ai sẽ mạnh hơn ai. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19:30 phút ngày hôm nay, ngày 9 tháng 1 năm 2023, và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, VTV Cần Thơ và kênh YouTube Đỗ Kim Phúc và kênh YouTube FPT Bóng Đá Việt. Quý vị và các bạn vào một trong những kênh trên là sẽ xem được trực tiếp tất cả các cái trận đấu tại AFF Cup cũng như là trận bán kết lượt về, một cuộc đại chiến thiệt sự, một cái trận đấu thật sự là khó khăn với đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hiện tại bây giờ thì Indonesia họ mạnh hơn rất là nhiều trong cái thời gian trước, do là họ nhập tịch rất là nhiều cầu thủ. Quý vị và các bạn cũng đã thấy rồi, có những cái cầu thủ rất là to cao nha quý vị, ở hàng hậu vệ cũng thế mà ở hàng tiền đạo cũng thế đó. Những ngày qua cuộc đua giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và đồng nghiệp Shin Tae-yong, một người đồng hương với ông và cũng là đồng nghiệp với ông, đẩy lên cao trào khi hai bên liên tục có những cái phát ngôn như cuộc chiến tâm lý hướng về nhau. Thậm chí huấn luyện viên Shin Tae-yong còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi chỉ một ngày trước trận bán kết, thuyền trưởng của Indonesia bất ngờ đăng trên trang cá nhân, và thật sự là ông đã đăng cái video tổng hợp các cái pha phạm lỗi của hậu vệ Đoàn Văn Hậu ở AFF Cup năm 2022. Trong đó có pha bóng nguy hiểm với lại là cầu thủ của đội tuyển quốc gia Indonesia ở trận bán kết lượt đi. Rõ ràng ông Shin Tae-yong đang hướng đến cái sự chỉ trích về hậu vệ Đoàn Văn Hậu, một cầu thủ trụ cột của hàng thủ của đội tuyển quốc gia Việt Nam, và phần nào đó muốn tạo áp lực tâm lý cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thật sự thì quý vị và các bạn đã biết rồi, ông đăng lên như vậy á để cho Đoàn Văn Hậu thi đấu nhát chân để mà giống như gan, để cho các cầu thủ của ông có cái thoải mái hơn trong cái lúc mà tấn công đấy. Đó cũng chính là một cái cuộc chiến tâm lý, và ông đã sử dụng cái chiêu này, nhưng mà thật sự Đoàn Văn Hậu vẫn là cái đầu lạnh của một cái cầu thủ đẳng cấp, và nhưng mà cũng không có nên vào bóng như là ở cái trận lượt đi. Thật sự là nếu như mà không may á, thì cái pha vào bóng vùng dài đó thì sẽ khiến đối thủ sẽ bị gãy chân đấy quý vị. Và thật sự là Đoàn Văn Hậu cũng nên tiết chế lại, phạm lỗi thì phạm lỗi, nhưng phạm lỗi trong cái khả năng cho phép thôi, trọng tài không có thổi thẻ đỏ là được, nói chung thẻ vàng, tối đa là thẻ vàng thôi thì là được, miễn sao mà ngăn cản được các cái hậu vệ bên phía Indonesia cũng như là hậu vệ của đối thủ khác không ghi bàn vào lưới của đội tuyển quốc gia Việt Nam là chấp nhận được. Trong bóng đá thì phải sử dụng những cái pha phạm lỗi cần thiết để mà ngăn cản đối phương, thì là bóng đá luôn luôn là phải có những cái điều đó. Nhưng pha phạm lỗi như vừa cái trận lượt đi vừa rồi thì thật sự là nó quá, và nếu như mà trọng tài mà có va đấy là trọng tài họ thổi penalty đấy, họ sẽ thổi và họ sẽ cho Văn Hậu ăn một chiếc thẻ đỏ và mời ra khỏi sân nữa quý vị. Đó. Theo bình luận viên Anh Quân, cả huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Shin Tae-yong đều là những nhà cầm quân tài ba và có tên tuổi người Hàn Quốc, nên họ không xa lạ gì nhau. Sau nhiều lần đối đầu trực tiếp đá trên sân khách, nhưng huấn luyện viên Shin Tae-yong không hề e ngại, đặt quyết tâm thắng. Hai đội đều muốn thắng để đi tiếp, và ông đã chia sẻ: tôi không bao giờ muốn hòa, cũng chẳng muốn đá hiệp phụ, chúng tôi muốn kết thúc trận đấu xong trong 90 phút. Đó chính là cái phát biểu của huấn luyện viên Shin Tae-yong. Huấn luyện viên Shin Tae-yong nhận định đội Indonesia ngày càng chơi tốt, nhưng thầy Park
có rất là nhiều lý do để chơi sòng phẳng với người đồng hương ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Bình luận viên Anh Quân cũng nhận định trong cái trận đấu tối đêm nay thật sự là hướng đến một cái trận chung kết, chờ một cái kết đẹp để chuẩn bị chia tay cho đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ông Park và học trò sẽ tung đòn để thắng đội bóng xứ vàng đảo. Đó chính là những cái chia sẻ mà Thái TV muốn gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn trước cái trận đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy phân tích ai mạnh hơn ai. Thì thật sự là Việt Nam của chúng ta vẫn được đánh giá cao hơn một tí xíu so với lại đội tuyển Indonesia, nhờ chúng ta có được cái lực lượng, có được cái ngôi sao nhiều hơn. Nhưng quý vị và các bạn cũng lưu ý là Indonesia hiện tại bây giờ họ mạnh hơn rất là nhiều nhờ những cái cầu thủ nhập tịch. Chúng ta thi đấu nếu như mà chúng ta dựa vào bóng bổng nhiều thì thật sự là không có nên. Chúng ta phải bàn bật để khiến những cái cầu thủ nhập tịch của họ, cao to của họ không xoay sở kịp thì nó hay hơn. Và chúng ta được đánh giá cao hơn nhờ chúng ta chơi trên sân nhà, sân vận động quốc gia Mỹ Đình với 40 mấy ngàn cổ động viên. Và chúng ta quen cái mặt sân cỏ nó khô cháy như vậy rồi. Tôi nói rằng là một cái sân cỏ mà chúng ta đã thi đấu ở vòng bảng được 2 trận và các cái trận giao hữu chúng ta cũng đã thi đấu trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình rất là nhiều, và chúng ta đã quá quen thuộc với lại là cái mặt sân này rồi. Và ở trận lượt đi thì chúng ta đã lép vế hoàn toàn so với lại là đội tuyển quốc gia Indonesia. Thật sự là chúng ta đã may mắn khi có được một cái trận hòa không bàn thắng ở cái trận đấu với lại là Indonesia. Tôi đã thấy ý định của huấn luyện viên Park Hang-seo đã chơi phủ đầu ngay từ những cái phút đầu tiên khi mà tràn lên tấn công và chúng ta kiểm soát bóng. Nhưng chúng ta không làm được cái gì hàng thủ của đội tuyển Indonesia. Và chúng ta đã mắc quá nhiều sai lầm ở cái hàng tiền vệ. Chúng ta đã để mất cái hàng tiền vệ. Cho dù ở hàng tiền vệ đó có rất là nhiều cầu thủ xuất sắc như là Quang Hải, như là Hoàng Đức, hay là một cái cầu thủ đội trưởng của đội tuyển quốc gia Việt Nam, một quả bóng vàng của Việt Nam, đó chính là Đỗ Hùng Dũng. Hoàng Đức cũng là một cái cầu thủ được nhận với quả bóng vàng, nhưng mà thật sự là trong cái trận đấu đó tôi không hiểu lý do tại sao mà những cái cầu thủ này là đạt một cái phong độ rất là tệ hại khi mà truyền hỏng liên tục, thưa quý vị. Và tối đêm nay là một cái trận đấu không được sai sót như vậy nữa, và chúng ta phải giành được cái chiến thắng. Một cái trận hòa không bàn thắng thì sẽ vào chơi hiệp phụ, và một cái trận hòa có bàn thắng hoặc giả là chúng ta thua thì chúng ta sẽ bị loại, như quý vị lưu ý cái điều đó. Và nếu đội bạn ghi được một bàn thì chúng ta phải ghi ít nhất là 2 bàn, đội bạn ghi được 2 bàn thì chúng ta ghi ít nhất là 3 bàn. Đó chính là những cái khó khăn bất lợi của chúng ta, nhưng mà dù sao thì chúng ta quen mặt sân cỏ hơn, cho nên là chúng ta quen cái mặt sân của Mỹ Đình của chúng ta hơn, cho nên là chúng ta được đánh giá cao hơn. Và tối đêm nay tôi nghĩ rằng hai đội sẽ chơi đôi công đó quý vị, chơi đôi công, chơi tấn công thoải mái luôn, và sẽ có nhiều bàn thắng. Và TV2 dự đoán cái trận đấu này sẽ kết thúc với một cái chiến thắng 3-1 nghiêng được về đội tuyển quốc gia Việt Nam, qua đó loại Indonesia tại bán kết và vào chung kết, và chúng ta sẽ hạng một trong hai đội Malaysia hay là Thái Lan. Malaysia và Thái Lan kết thúc lượt đi của cái trận đấu bán kết 2 thì Malaysia hiện tại bây giờ đang còn thắng, tạm thời thắng đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt đi với tỷ số là 1-0. Nếu như mà trọng tài không sai sót thì Malaysia họ thắng tới 2-0 lần, nhưng mà trọng tài đã sai sót và không công nhận bàn thắng thứ hai của Malaysia trận đấu đó. Và thật sự là Malaysia họ có một cái phần tiếc nuối khi mà kết thúc ở cái trận đấu lượt đi cũng trên sân nhà của Malaysia, và không biết lượt về này thì Thái Lan họ làm cái cách nào để mà họ lội ngược dòng đây. Chúng ta muốn gặp ai ở chung kết? Quý vị và các bạn hãy bình luận phía dưới. Thì còn bản thân cá nhân Thai TV 2 thì sẽ muốn gặp Thái Lan hơn so với là Malaysia, tại vì chúng ta muốn có một cái trận đấu chung kết với lại là người Thái thì mới gọi là đại chiến, coi nó mới đã mắt. Còn chúng ta đã gặp Malaysia ở trận chung kết năm 2018 rồi, chúng ta đã thắng họ rồi, và chúng ta cũng đã lên ngôi vô địch ở trận đấu
chung kết ở cái năm 2018, và chúng ta muốn thắng người Thái ở một cái trận chung kết của AFF Cup thì nó sẽ đã hơn so với lại là Malaysia. Tuy nhiên là chúng ta gặp Malaysia thì chúng ta có khả năng vô địch nhiều hơn so với lại là gặp Thái Lan, vì là Malaysia là họ là một cái đối thủ kỳ rơ với chúng ta, mà họ không biết họ có mạnh, lực lượng họ mạnh hơn hay không, nhưng mà họ là một cái đối thủ kỳ rơ. Quý vị và các bạn cũng nên nhớ là ở vòng bảng Malaysia đã thua chúng ta tới tỷ số tới là 3-0 nữa, nhưng mà họ gặp Thái Lan thì họ là thắng. Nhưng quý vị, ở 7 trận gần nhất thì họ thắng tới 5 trận và 2 trận hòa đối với lại là Thái Lan rồi. Có bóng đá có những cái điều rất là thú vị như vậy. Và bây giờ thì Thai TV 2 cũng xin kết thúc video tại đây. Xin hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn một cái video gần nhất. Quý vị và các bạn nghe cái thông tin hay, bổ ích thì quý vị và các bạn hãy tặng cho Thai TV 2 một like, một comment, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái bộ hi-fi chip thì hãy liên hệ với Thai TV 2 qua số điện thoại 0939 732 349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã ủng hộ đăng ký kênh Thai TV 2 trong thời gian vừa qua. Thai TV có hai kênh, kênh Thai TV 1 và Thai TV 2. Quý vị và các bạn vào một trong hai kênh đó để đăng ký nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.